Rồi. Trên màn hình của chúng ta là cái đấy là cái em trên màn của chúng ta là cái em là cái đề số 1 đây. Là cái vòng sơ khảo là đề khảo sát nhé. Tức là chúng ta đầu vào của chúng ta là AB. A là trong số 100 thí sinh đó thì A là cái số lượng thí sinh thích màu xanh, B là số thí sinh thích màu đỏ. Với điều kiện là như thế này. Bây giờ đồng bài cần tính ra cái số lượng học thí sinh mà thích cả hai màu. Bài này thì nó quá dễ. Bây giờ tôi vẽ hình ra như này nhé, để chúng ta hình dung nhé. Đây ví dụ. Đây. Ví dụ chúng ta có cái em đây là có chúng ta có 100 người đây. 100 người đây nhé. Thì bây giờ tôi phỏng vấn thì ví dụ A đây, A là cái số lượng người mà đây là A đây nhé, A đây. A là cái số lượng người thích thích màu xanh. Đấy. Như vậy là ở bên ngoài A là những người mà thích màu đỏ hoặc là thích cả đỏ hoặc là anh là người thích đỏ, nhưng mà bên trong A cũng có thích đỏ nữa. Nhưng mà khi mà tôi khảo sát B thì B nó sẽ phủ kín ở đây, mà nó sẽ phủ kín thêm ở đây nữa. Đấy. Được chưa? Thì phần này sẽ là B. Đấy. Suy ra là gì? Suy ra là cái phần giao của AB này chính là cái phần là thích cả xanh cả đỏ. Đấy. Thì cái số lượng giao AB này nó chính là gì? Nó chính là A cộng B trừ đi 100 thôi. Như vậy bài này rất đơn giản như sau. Bài này nó rất đơn giản như thế này nhé. Đây tôi bây giờ cứ phải đây. Nhưng mà cái bài này lời giải là như sau nhé. Đây, lời giải là như thế này. Lời giải rất đơn giản như sau. Cái bài này rất là nhanh, không có gì cả. Lời giải hay là cái thuật toán của nó nhé. Thuật toán của nó như sau. Là chúng ta chỉ việc là in ra cái input là A cộng B, A và B. Và chúng ta output ra là gì? Output ra là A cộng B trừ 100 thôi. Những cái bài này nó rất đơn giản, không có gì cả. Đấy, nó làm cái bài như này. Đấy, như vậy đó là cái lời giải của bài thứ nhất nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem bài số 2. Thì tất cả những cái bài này nó rất là dài, nhưng các bạn đọc kỹ và các bạn để hiểu kỹ cái đề bài thì nói chung là nó cũng nhiều khi cái thời gian mà tìm hiểu cái đề bài còn lâu hơn là thời gian giải. Đấy, vấn đề chúng ta hiểu cái đề bài. Bài số 2 như thế này, bài số 2 là mua bóng. Chúng ta cần mua N của bóng nhé. Nhưng cần số tiền ít nhất thì cái bóng nó như thế này. Vấn đề là nó mua ít, mua một quả thì giá nó là 2 đồng. Đã một quả là 2 đồng nhé. Một túi đậu sẵn có 5 quả thì giá là 9 đồng. Như vậy mua 5 quả thì giá của nó rất là rẻ hơn, nó là mỗi một quả nó chỉ là 9 trên 5 thôi. Nghĩa là nó 1.8 đồng. Nên nhớ 1.8 đồng. Một quả thì là 2 đồng. Còn một túi là 5 quả thì mỗi quả là 1.8 đồng. Còn nếu mà một túi có 10 quả thì là 57 đồng. Như vậy là chia cho 10 là nó là 1.7 đồng. Như vậy là càng mua cái túi nhiều ấy thì nó càng rẻ. Đấy, như vậy chúng ta, như vậy cái bài này như sau. Bài này ý tưởng của nó là gì? Là chúng ta cứ ý tưởng là như sau, là chúng ta sẽ phải mua các cái túi nhiều nhất có thể, sau đó thì chúng ta sẽ giảm dần nhé. Ý tưởng lời giải là như sau. Lời giải bài này là nó rất đơn giản, chúng ta truy từ thực tế. Lời giải là như này, là ý tưởng là nên mua, nên tập trung mua các cái loại, mua cái loại bóng rẻ tiền nhất trước, sau đó mua cái bóng đắt tiền sau. Thì muốn mua rẻ tiền trước thì cái này tương đương với là cái túi bóng, cái túi là phải mua cái túi bóng là nó chứa nhiều đấy, được chưa? Đấy, thì bài lời giải như sau. Chúng ta có mua N của bóng thì đầu tiên chúng ta tập trung mua các cái túi là 10 của bóng trước thì nó rẻ nhất mà. Nếu còn thừa ra, còn thừa tiền, còn thừa bóng ra thì chúng ta mua tiếp cái túi 5 quả. Còn thừa ra nữa chúng ta sẽ mua túi 1 quả, thế là xong. Đấy, thì như vậy chúng ta làm như thế nhé. Đây bây giờ tôi sẽ mô tả cái lời giải như này thôi. Giải như này. Chúng ta tập trung mua cái lời giải như sau. Cái gọi là cái thuật toán hay là cái lời giải nhé. Chúng ta viết đơn giản đã nhé.
Thì đầu tiên là tập trung mua. Tập trung mua túi 10 bóng. 10 bóng. Đấy. Được chưa? Thì cái túi này này. Cái túi này này nó cũng thì chúng ta mua được bao nhiêu cái túi như vậy. À, chúng ta mua được bao nhiêu cái túi làm 10 bóng. Để tôi con trỏ của tôi nó mất, nó biến mất. Đây nhé. 10 bóng thì chúng ta sẽ ký hiệu là T10. T10 là cái số lượng túi 10 bóng. Thì cái này nó sẽ bằng sao? Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là phần nguyên của N chia cho 10. Hình cái chỉ là như này, đó là N chia 10. Đấy. Đây là số túi bóng. Cái này ở trong Scratch thì viết bằng cái lệnh là floor như này này. Floor nhé, floor là N chia 10. Đây là cái số túi bóng 10. Có 10 quả có thể mua được. Thì sau khi mua được T10 cái túi rồi thì cái T10 là cái số lượng túi có 10 bóng. Thì số tiền còn lại gì? Cái số tiền còn lại là như sau. Cái số tiền còn lại. Còn cái số bóng còn lại, số bóng còn lại cần mua là bao nhiêu? Tôi kiểu là N thì N nó sẽ bằng là kiểu là N sẽ bằng N1 10. Đấy, như vậy là sau bước 1 nhé. Sau bước 1 chúng ta còn lại là cái đó. Thì sau bước 1 này chúng ta sẽ mua tiếp cái bóng 5, cái túi bóng 5. Thì sau cái bước 2 sang bước 2 chúng ta sẽ tập trung mua túi 5 bóng. Đấy. Thì chúng ta gọi T5 là cái số lượng túi 5 bóng thì nó sẽ bằng chính là cái này bằng N chia 5. Như lại N thì đã giảm rồi nhé. Đấy, N lại N bằng N mất 10 rồi. Đấy. Và số còn lại là N bằng N 15. Và cuối cùng chính là cái số còn lại chính là cái N này chính là cái số lượng túi bóng có 11 quả bóng nhé. Thì này chúng ta xuống đây một tí đó. Thì đây chúng ta sẽ còn lại là chúng ta sẽ đặt cuối cùng chúng ta đặt là T1 chính là bằng N. Đấy. Thì cái đó thì suy ra là cái số lượng tiền cần mua là như sau. Cần mua nhé, cần đây là mua tối ưu nhất đấy là T10 nhé. T10 nhưng mà nhân với 17 đồng đấy, là 10 quả 17 đồng. Sau đó là cộng với T5 là 9 đồng và cuối cùng là cộng với T1 và nhân với 2 cộng với T1 nhân với 2. Đó. Đây chính là cái lời giải nhé. Bây giờ viết lại trên cái pseudo code để cho chúng ta hình dung được nhé. Viết lại cái lời giải này. Nó rất đơn giản, chúng ta có thể lập trình rất đơn giản. Bây giờ viết lại lời giải này. Đây là trên cái bài số 3. Đợi tôi một chút nhé. Để lên như này. Đây nó lấy sẵn lên rồi mà nó bị thế. Rồi. Đây thì cái lời giải nhé. Lời giải như sau, cái lời giải của bài này như sau, tôi viết bằng mã giải nhé. Mã giải chương trình này. Input chỉ là N thôi. Đấy. Sau chúng ta làm như sau, chúng ta đặt T10 đúng không? T10 thì bằng là N là bằng đây, bằng là floor hay là cái này là N chia 10 để lấy phần nguyên. Cái này chính là gì? Nó chính là floor. Tôi không viết lại nhé. Floor của N chia 10. Đấy. Sau đó là tôi đặt N bằng N 10. Sau đó tính là T5 thì bằng đây bằng N chia 5 lấy phần nguyên. Sau đó là N bằng N 15. Sau đó đặt là T1 bằng chỉ là N. Và đây chúng ta sẽ output ra ngoài cái số tiền là bao nhiêu, là 17 nhân với T10 cộng với 9
nhân với T5 và cộng với 2 nhân với T1. Đấy. Đây là đề đáp số của bài toán nhé. Mà tôi giải rất là nhanh. Cái lời giải này là thời gian là tức thời luôn. Không không cái thời gian chạy là không phụ thuộc vào thời gian chạy. Không phụ thuộc vào n, không phụ thuộc vào n. N bao nhiêu? Tôi có thể cho n đầu vào là 1 tỷ hay là 10 mũ 10, 10 mũ 9, 10 mũ 15, 10 mũ 20, 10 mũ 30 được hết nhé, là không có nhiều gì cả. Đấy, cho nên là cái đây là giải rất đơn giản đúng không ạ? Nên các bạn thấy là nó khó là cái số lượng như thế này thôi. Còn khi chúng ta đã hiểu rồi thì thấy nó rất là dễ nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái lời giải của bài này. Bài này khó hơn một chút. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái bài này. Bài này nó có một cái điều kiện là đây này, cái số test là có điểm nhỏ hơn 10 mũ 6 và lớn hơn 10 mũ 6 này. Tổng cộng nó cho phép là 10 mũ 15 này, thế ra cái này nó không quan trọng lắm, nhưng mà như vậy là suy ra cái bài này nó phải có một cái gì đó, nó mẹo mực gì đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, nhưng nó cũng đơn giản thôi. Thì trước tiên chúng ta cần phải tính đã, xem là để vẽ, để thiết lập một cái hình tam giác có n tầng ấy, có k tầng thì cần hết bao nhiêu cái diệp. Đấy, thì cái này rất đơn giản, để chúng ta tính nhé. Và tính như sau này, để chúng ta đặt cái bìa gọi này, gọi cho tôi gọi TK đi. TK là cái số tam giác mà rời nhau để tạo nên cái hình tam giác lớn đấy, cái hình tam giác là k tầng. Đấy. Với T1 nhé, T1 thì nó có một hình này thôi, thì T1 nó bằng 3 nhé. Với T2 thì như là lấy cái 1 đấy nhé, xong chúng ta sẽ vẽ thêm hai hình nữa hướng phía dưới. Đấy, đơn giản đấy. Như vậy là cái T2 nó bằng là 1 cộng là sẽ là bằng 3. Được chưa? Thì T3 bằng bao nhiêu? Này T3 nằm phía trên, mà cho làm tổng quát như sau. Chúng ta tính là TK nhé. TK có thể tính luôn đấy. TK là như thế này. Bây giờ chúng ta làm tổng quát, chúng ta vẽ lại cái hình thôi. Cho thấy ngay đấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái TK. Sẽ vẽ được từ cái TK trừ 1. Giả sử đây là cái hình mà đã vẽ được là TK trừ 1 hình tam giác rồi. Yeah. Thì cái hình mới nó sẽ được chính là nó sẽ vẽ thêm đây là k hình tam giác ở đây. Đấy. Vẽ thêm. Đấy. Ở đây là k hình tam giác ở đây. Thì toàn bộ cái này nó là tức là TK, chúng ta thấy ngay đây mà, đúng không? Thấy ngay. Đấy. Như vậy là gì? Như vậy chúng ta có tổng quát là gì? Là TK sẽ bằng là k cộng với TK trừ 1. Đây chính là công thức rất quan trọng, rất là dễ để mà tính được tổng quát cái TK là cái số lượng cái tam giác mà tạo bởi những cái hình số lượng những cái tam giác rời nhau mà có thể vẽ được que diêm đấy. Đấy. Thì khi có cái này rồi thì suy ra là cái số lượng cái que diêm mà tối thiểu cần phải vẽ cái hình tam giác mà bậc k tầng ấy chính là 3 nhân với TK thôi. Đấy. Được chưa? Đấy, cái này các bạn sẽ nhìn vào thấy ngay thôi. Đây là chúng ta sẽ vẽ hình, chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Đây. Đấy, đây là 3 này. Còn 4 thì cho ta vẽ thêm dưới thôi. Đây là 2 này. Còn T3 chúng ta vẽ thêm ở dưới nữa thành T3 ngay nhé. Đấy, tôi vẽ cho bạn cái T3 nhé. Đây là T2 này. T2 thì như thế này, đúng không? Đấy, T2. Biệt T3 chúng ta vẽ thêm dưới 3 hình nữa, 1 này, 2 này, 3. Đấy, suy ra là cái T3. T3 sẽ bằng là 3 cộng với T2. Đấy, T2 nó sẽ bằng 6. Nó bằng 6 hình. Tổng quát nó có công thức này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta tính được ngay thôi. Cái này đúng là cái này hơi khó đối với học sinh tiểu học. Cái này từ công thức này. Công thức này nó là công thức đệ quy nhá. Thì chúng ta có thể tính được tường minh cái công thức tính cái TK. Đây, từ công thức này. Hoàn toàn có thể tính được. Về tính như sau nhé. Đây. Chúng ta có này. Cái T1 này. Cái T1 thì bằng 1, cái T2 thì bằng 3.
tổng quát chúng ta có là cái TK thì bằng cái TK bằng K cộng với TK trừ 1. Đấy. Thì cái này chúng ta thấy ngay nó sẽ bằng là K cộng với K trừ 1 cộng với TK trừ 2 cứ như vậy. Cộng bằng cùng nó có này, nó sẽ bằng là K cộng với K trừ 1 cộng với K trừ 2 cộng cùng với cộng với 1. Đấy. Là có cái tổng này. Đây là đây chính là công thức tính cái tổng quát cái DK cái TK và chúng ta có cái công thức sau đây. Từ cái được cái điều này chúng ta suy ra như sau. Suy ra công thức là gì, là cái TK. Công thức này các bạn phải biết nhé, công thức này là công thức tính là bên ngoài nó sẽ bằng là K bằng K nhân với K cộng 1 chia 2. Đấy. Đây chính là công thức tính tổng quát. Được chưa? Đấy. Vậy suy ra thì khi suy ra là cái số lượng que diêm cần que diêm nó tối thiểu cần tạo ra hình có hình bậc k là 3 lần nhân với k nhân với k cộng 1 chia 2. Được chưa? Thế thôi. Như vậy với bài này chúng ta chỉ cần làm như sau. Chúng ta chỉ lần lấy giải như sau, chúng ta cứ cho k bằng 1, chúng ta tăng dần lên, tăng k đến khi làm cái số này nó vượt quá n chúng ta dừng lại, chúng ta trả về cái đáp số. Như vậy là chúng ta sẽ lấy giải như sau nhé. Vậy từ cái xét đơn giản này thì chúng ta sẽ suy cho lấy giải như sau. Giải rất đơn giản như sau. Lấy giải đây. Từ cái xét này thì chúng ta chỉ tăng k lên một đơn vị thôi, và chúng ta cứ tăng dần cho đến khi nào một cái số lượng này là cái số này nó vượt quá cái n, chúng ta dừng lại và nó trả về cái giá trị mà trả về cái số k mà cần tìm là cái số lượng que diêm tối thiểu mà tức là khi nó vượt lên thì dừng lại, thì nó chính là cái hình tam giác bậc k được tạo nên bk lớn nhất mà tạo được bởi cái số bởi cái n que diêm. Chúng ta làm như sau. Từ đây chúng ta suy ra cái lời giải. Tụi cái này là giải một nhé, giải một là giải hiển nhiên, suy từ định nghĩa, suy từ công thức thì như sau này. Đây, bây giờ chúng ta làm như sau. Bài này cái giải một này rất đơn giản, và tôi sẽ mô tả. Nên chú ý đây nhé, đây là cái số lượng que diêm cần phải tạo ra để vẽ cái hình tam giác có bậc k, gọi là bậc k đi nhé. Đấy, mình tôi làm như sau thì giải như sau. Tôi đặt là input này, input của chúng ta chính là n đúng không, ta cần tính k thì chúng ta đặt k bằng 1, xong chúng ta sẽ repeat until cho đến khi nào mà gặp cái số là 3 nhân với k cộng 1, đó số lượng này mà chia 2 và cái đề lớn đến n thì ta dừng lại, và không chúng ta cứ tăng k lên một đơn vị, tăng k lên một cho đến khi nào mà gặp cái số k mà các chị này lớn hơn thì ta dừng lại, thì khi đó thì cái k trừ 1 chính là đáp án, thì chúng ta output ra ngoài là k trừ 1. Đấy, thì đây chính là cái đề giải của cái bài toán của chúng ta trong trường hợp mà chúng ta thấy dễ hiểu nhất nhé, đơn giản nhất. Vì cái số này là vì đây là cái số lượng cái que diêm tối thiểu để tạo ra cái hình tam giác bậc k mà. Cho nên chúng ta cứ tăng dần lên cho khi nào nó đến một số nào mà nó k nó lớn hơn n, chúng ta lớn hơn n tức là nó vượt lên khỏi n rồi, thì thực ra là cái tam giác k đó, bậc k đó là không hoàn thành được, chúng ta trả về là bậc k trừ 1. Đấy, chúng ta trả về cái này. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn chỗ này hơi khó một chút thôi, không nên là khó nhé. Nhưng mà với cái giải này thì có được không? Được, rất là tốt. Nhưng cái giải này là nó không thỏa mãn hết tất cả mọi input đâu. Vì là nếu mà cái bài này nếu mà n lớn ấy, thì nó rất là chậm. Cái giải này là chưa tối ưu nhé. Nó chưa tối ưu. Vì sao? Vì là nó phụ thuộc vào cái độ lớn của n này. Đó. Cái chữ repeat này nó rất lớn. Đấy, vì n bắt đầu là k từ 1 mà. K từ 1 cho tăng lên thì cái số lượng này. Cái số lượng để cho phân tích như thế nhé. Vì sao nó lại chậm? Vì đây này, vì cái số lượng k
Nôm na là cái k nhân với k cộng 1 này, đây là 3 này chia 2, cái số này này, cái số này nó xấp xỉ, ta có cho xấp xỉ đi. Xấp xỉ là k bình phương. Đấy. Được chưa? K bình phương nghĩa là nó cái này nó lớn hơn, nôm na nó lớn hơn n. Vậy suy ra xấp xỉ suy ra là k sẽ lớn hơn căn 2 của n. Đấy. Thì nếu n mà lớn ấy, thì căn 2 ở đây là rất lớn, suy ra cái vòng lặp này là cực kỳ lớn. Cho nên cái bài này nó chỉ giải được với n, ví dụ là n bằng 1000, 10 mũ 3, 10 mũ 4 thôi. Sao đến 10 mũ 5 là bị chậm. Được chưa? Như vậy cái đề 1 là vẫn đúng nhé, nhưng mà không được điểm tối ưu. Thế bây giờ chúng ta phân tích làm thế nào để vấn đề làm thế nào để làm sao cho nhanh nhất có thể. Làm sao mà thời gian chạy chỉ tức thời thôi. Thì ở đây cái bố chốt vấn đề là ở cái lệnh như này. Ở đây chúng ta bắt đầu k ở 1. Bây giờ chúng ta tìm cái k nào đó, bắt đầu từ k nào đó chúng ta tính cho nó nhanh. Đấy, vấn đề bài này là như thế. Như vậy chúng ta sẽ phân tích, chúng ta tìm ra lời giải số 2. Thì cái bài này chỗ này là hơi hay một tí, nhưng mà nó tôi cảm giác là nó vượt rất xa chương trình của tiểu học, nhưng mà thưa tôi em nó rất là xa chương trình của tiểu học, chứ được tôi cứ giải cho các bạn xem nhé. Như vậy tới đây chúng ta thấy là vấn đề là ở cái dòng lệnh này chúng ta bắt đầu từ k bằng 1 thì nó rất chậm. Đấy. Để làm sao chúng ta phải tìm bắt đầu từ vị trí k nào đó để sao cho cái dòng repeat này thật rất là nhanh, nó dừng lại ngay và nó trả về thật nhanh đáp số. Thì chúng ta phân tích một tí nhé. Bây giờ chúng ta tìm lời giải tối ưu này. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích để tìm cái lời giải tối ưu. Đây, chúng ta sẽ tìm cách 2 chúng ta tìm lời giải tối ưu nhé. Thì đây là cái chỗ này là cái chỗ mà tương đối cứ gọi là khó đi, nhưng mà là khó đi. Mà cái khó này theo tôi là nó vừa rất xa cái chương trình của tiểu học. Mà đây thậm chí là toán nhé, nó chẳng có cái gì này, tin thật ở đây. Tìm cái lời giải tối ưu nhé. Tối ưu hơn. Đấy. Bằng cách chúng ta tập trung vào cái vị trí hay là cái giá trị ban đầu của k, chúng ta sẽ không đặt bằng 1 nữa mà chúng ta tính nào đó để cho nó thì cái làm những đơn giản như sau nhé. Thật ra em chỉ cần có một tư duy toán học một chút thôi, mà cái toán này là cái toán theo tôi nó vượt lên trên lớp tiểu học, nó là toán ở cấp 2. Là cấp 2 hoặc là thậm chí là đầu cấp 3. Thì như này nhé, đây chúng ta phân tích như sau. Để tôi phân tích cho các bạn, để các bạn chú ý nhé. Các bạn làm việc phân tích như này nhé. Chúng ta tập trung phân tích một cái k. Thì cái điều kiện mà chúng ta muốn tính ý, tìm k thì vấn đề là gì? Tức là chúng ta phải tìm k. Điều kiện chúng ta phải tìm k. Chúng ta phải tìm k Sao cho cái tk này là cái số lượng tam giác như là 3 tk này. Đấy, nó nhỏ hơn nó bằng n. Tìm cái k là maximum. Được chưa? Đấy, sao cho cái điều kiện này thì cái điều kiện là 3 nhân với tk nhỏ hơn bằng n, nó sẽ tương đương với gì? Tương đương với là 3 nhân với k cộng 1 chia 2 nhỏ hơn bằng n. Đấy, điều kiện này. Chúng ta phân tích tiếp nhé. Thì từ đây chúng ta sẽ phân tích tiếp. Chúng ta sẽ phân tích tiếp như này. Nó tương đương với như này. Tương đương với là ta tính k này nhân với k cộng 1 thì nó nhỏ hơn được bằng là 2n chia 3, đúng không nào? Đấy. Chúng ta có cái công thức này rất quan trọng, công thức này. Đấy, quan trọng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp. Chúng ta sẽ phân tích tiếp nhé. Đấy, cho công thức này rất quan trọng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp nhé. Được chưa? Vậy thì nhé, vậy từ đây suy ra này. Cái k là nhất mà cái k nhân với k cộng 1 này nó lại lớn hơn là k bình phương, đúng không nào? Đấy, cái này nhỏ hơn k bình phương. Vậy suy ra là k bình phương là phải nhỏ hơn 2n chia 3. Đấy. 2n chia 3 hay là k sẽ phải nhỏ hơn bằng là lấy ta lấy căn bậc 2 ra, căn bậc 2 ta lấy là căn bậc 2 của 2n chia 3 cho chúng ta lấy phần nguyên của nó đánh ra cái này. Được chưa? Thế thì chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta làm một nhanh nhé. Chúng ta đặt như sau. Cách làm như sau, chúng ta đặt k. Cách làm là như sau. Cách làm là chúng ta đặt
đặt k bằng đây căn bậc 2 của 2n chia 3 phần nguyên cái trừ đi 1. Đấy. Thì với cái này thì bảo đảm rằng với cái này này thì bảo đảm rằng gì? Bảo đảm rằng là k nhân với k cộng 1 nó luôn nhỏ hơn là bằng 2n chia 3. Như vậy là bảo đảm con số này là cái số mà khả thi, chúng ta sẽ tăng dần lên. Thì với cái này thì ta chính này chúng ta tăng lên thì tăng lên một lần là cùng là xong. Như vậy cái lời giải này như sau. Vì chúng ta sẽ lấy giải bài cách 2 như sau. Nó rất đơn giản như thế này. Vấn đề là chúng ta suy ra từ đây nhé. Từ đây suy ra là vậy đặt k bằng k cái này trừ 1. Tức là k nhân k cộng 1 nhỏ hơn bằng 2 là chia 3. Đúng không nào? Như vậy là với cái này là thỏa mãn rồi. Chúng ta tăng k lên thì chỉ cần để k nó bằng cái này mà. Tăng lên một lần thôi. Tăng lên một lần là 2n chia 3 mà lấy căn bằng 2 ra phần nguyên ra thì là k sẽ bằng cái này mà k bằng cái này mà k cộng 1 bằng cái này cộng 1, suy ra là nó chỉ cần một lần thôi là nó sẽ vượt ra khỏi 2n chia 3. Vậy thì ta có như thế. Suy ra lời giải sau đây. Suy ra cái lời giải sau. Lời giải sau là tối ưu nhé. Tối ưu hoàn toàn tức là thời gian chạy là tức thời luôn. Thì hoàn toàn chúng ta có thể chạy với n là bất kỳ n cũng không phải là 10 mũ 9 trong n có thể 10 mũ 10, 10 mũ 20, 10 mũ 30, 10 mũ 50 vẫn chạy được mà thời gian chạy là tức thời. Thế là giải là như sau, nó rất đơn giản như sau. Là như thế này thôi, chúng ta làm lời giải như này nhé. Nhưng mà cái lời giải 2 là giải tối ưu. Bạn nào là lời giải 1 thì sẽ không tối ưu mà sẽ bị trừ một số điểm. Còn ai làm lời giải 2 này sẽ được tối ưu. Là như sau, lời giải 2 là như sau. Chúng ta là input là n, được chưa? Chúng ta đặt k bằng căn bậc 2 của 2n chia 3. Đấy, sau chúng ta lấy phần nguyên, xong chúng ta trừ 1. Đấy, cái này nó chính là gì? Nó chính bằng trong sát biết là chính là gì? Chính là floor của S square T của 2 nhân n chia 3 tất cả trừ đi 1. Ở trong đây công thức ở trong scrap nhé. Còn viết bằng toán học là như thế này. Đấy, sau chúng ta làm như sau, chúng ta repeat until là 3 k nhân với k cộng 1 chia 2 lớn hơn n. Chúng ta là k bằng k cộng 1, chúng ta lập k cộng 1 cho đến khi nào nó tổng lớn hơn thì thôi. Và sau đó chúng ta sẽ kết thúc đây, chúng ta kết thúc và chúng ta sẽ trả về output là k trừ 1. Đây chính là lời giải chính xác nhé. Nhưng mà chúng ta chỉ sửa một chút lời giải là lời giải trên là k bằng 1, vì chúng ta k bắt đầu từ một số rất lớn như này thì nó cái vòng lập này nó chỉ chạy một lần hoặc hai lần là cùng là xong. Như vậy thì anh chạy cái này nó là tức thời luôn, cho nên là toàn bộ cái này là chạy tức thời với n lớn bao nhiêu cũng được, không phụ thuộc vào n. Thì như vậy chúng ta có một lời giải tối ưu. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Như vậy cái bài này là cái bài số 2 nhé, là cái bài số 3 hay số 2 tôi không nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái lời giải tiếp theo. Tôi không viết giải trình nhé, các bạn sẽ tự viết trình nhé. Đấy, lời giải thứ 3 là bài 3 là bài xem đồng hồ. Bài này thì tương đối, tức là về mặt toán học thì không có gì, nhưng mà tin học thì có một chút. Nôm na là gì? Nôm na là chúng ta cho trước lại n đúng không? Trước lại n ở đây, và đây là mỗi n là một phút, số phút đúng không nào? Biết chúng ta thì chúng ta cho một cái biến y, hay biến y hay là biến k gì đó nhá, chạy từ 1 cho đến chạy từ 0 cho đến n, sau đó chúng ta sẽ biến đổi cái phút đó sang cái dạng sai dạng như này, sai dạng là giờ và phút, sang cái dạng là sâu, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem sâu này có tăng dần hay không. Đấy. Nếu có thì chúng ta là cái biến điểm là cộng lại. Đấy. Thì vấn đề như vậy là cái bài này ý tưởng lời giải là như sau, rất đơn giản. Bài này thì về mặt toán học thì không có gì, lập trình thì một chút thì không có gì nhé. Thì ý tưởng là với mỗi một cái phút y chạy từ 0 cho đến gì, từ 0 cho đến n đúng không? Đấy. 0 cho đến n, và chúng ta sẽ
kiểm tra xem là gì, đầu bài thì động trên đầu bài của chúng ta, đầu bài của chúng ta là gì, đầu bài của chúng ta là nhỏ hơn n hay bằng n chưa, đầu bài của chúng ta xem này, xem lại cái đầu bài một tí nhé. Đây này. Sau n phút tính cả cái phút đầu tiên là bằng không nữa. Đấy, thì chúng ta chỉ lập n thôi nhé. Đấy, thì làm như sau nhé. Với mỗi một kim là y chạy từ không cho đến n trừ một, y chạy không cho n trừ một, n trừ một nhé. Sau chúng ta sẽ biến đổi y sang cái dạng sâu, mà sâu và mô tả cái bằng đồng hồ đấy, cái sâu bằng đồng hồ, tôi gọi là C nhé, C là clock đi, thì cái C gọi là CI đi, CI nó sẽ bằng dạng bằng là HH là giờ đấy, HH và là MM giờ phút phút, hay là kiểu là H1, H2, M1, M2, ví dụ như y bằng 0 thì cái C này nó sẽ làm là 0000, y bằng 4 thì nó là 0004 như vậy nhé. Ta biến đổi dạng này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu cái sâu y này, cái sâu CI này nó có tăng dần hay không? Đấy, hay không? Tức là nếu mà H1 có nhỏ hơn hẳn H2, có nhỏ hơn hẳn M1, nhỏ hơn hẳn M2 hay không? Nếu có, chúng ta tăng cái biến đếm lên 1, chúng ta tăng đếm lên 1 đi. Đấy, mà sau đó chúng ta sẽ trả cái biến đếm. Như bài này chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ phải làm hai việc. Một, chúng ta viết một cái hàm sâu CI để chúng ta hàm này để chúng ta sẽ trả về một cái biến là cái mặt đồng hồ đây. Đấy. Và cái thứ hai chúng ta lấy có một cái hàm nữa, chúng ta đếm kiểm tra sẽ có tăng dần hay không. Như vậy chúng ta làm như sau. Đây tôi sẽ tôi đưa ra cái khuôn dạng lời giải trước nhé. Nó rất rất đơn giản. Đây chúng ta sẽ suy ra cái lời giải như sau. Đây để tôi chút. Đây. Như vậy lời giải là như sau nhé. Lời giải là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cần hai hàm, cần hai thủ tục để dùng cho bài này. Thủ tục một, tôi kêu là clock nhé. Clock y. Đấy. Clock y này nó trả về một cái sâu C có dạng là HHMM. Đấy, đây là hai cái tự chỉ ra là giờ, M kể ra chỉ sâu, nhưng mà phút. Như vậy với một cái y là mấy phút y đấy, chúng ta sẽ biến đổi về cái dạng này nhé. Và cái thủ tục thứ hai đặt tên nó là tăng nhé. Tăng là đầu vào là một sâu C. Đây thì như sau, cái thì nó trả về cái biến có tên là gì? Là kết quả đi. Kết quả bằng 0 nếu mà C không tăng, không là tăng dần, còn kết quả bằng 1 nếu C là tăng dần. Được chưa? Hai cái hàm rất là dễ, hai hàm là rất dễ cho làm nhanh. Bây giờ có hai hàm này rồi, chúng ta sẽ viết chương trình chính. Để viết chương trình chính trước nhé, xong tôi viết hai cái hàm này sau, nó cũng rất đơn giản. Với trình độ của các bạn thì các bạn viết ngay được hai thủ tục này. Để tôi viết ra chương trình chính nhé. À, cái chương trình chính là như sau, chúng ta dùng hai cái hạn thủ tục là clock và tăng nhé. Clock thì sẽ đưa đầu ra là một cái sâu C gồm bốn ký tự là chỉ ra cái mặt đồng hồ đấy, HH và MM, số giờ và số phút. Còn cái hàm tăng, cái thủ tục tăng thì nó trả về cái biến là KQ bằng 0 nhưng mà C không tăng dần bằng 1 thì C tăng dần. Đấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta làm như thế này, vì chúng ta sẽ viết cái chương trình chính, cái lời giải chính hay là cái lời giải. Bài này rất đơn giản, không có gì khó nhé. Bài này nó không đòi hỏi cái gì cả, nó không có khái niệm là thời gian nhanh hay chậm. Chúng ta sẽ làm một lần là được luôn, vì nó nhé. Thì làm như sau này. Đây làm như sau, chúng ta sẽ input nhé. Input là n. Được chưa? Sau đó chúng ta làm cái biến đếm đi, gọi là biến đếm. Đặt bằng 0. Đấy, sau này cái đầu ra sẽ là biến đếm. Sau chúng ta đặt y chúng ta đặt bằng 0. Sau chúng ta repeat. Repeat n lần, lặp đúng n lần, đúng không nào? À, sau đó chúng ta làm như sau.
repeat n lần như sau. Chúng ta đặt c, chúng ta gọi cái hàm là hàm clock, gọi thủ tục là clock i. Đấy. Thì thủ tục này nó sẽ trả về c. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta gọi cái gì, chúng ta gọi cái hàm là hàm tăng c. Đấy. Sau chúng ta kiểm tra là if kq bằng 1, tức là nếu mà c tăng dần thì chúng ta tăng đếm một đơn vị, đếm bằng đếm cộng 1, được chưa? Cộng 1. Và sau đó thì ở đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Đấy. Và ra chỗ này chúng ta output ra ngoài là đếm. Được chưa? Đấy, thì chỉ như này thôi, rất đơn giản. Vấn đề là viết hai cái hàm mà hai thủ tục là clock và tăng c. Cái c nó chỉ là một số ký tự có bốn phân tử thôi mà, thì nó rất dễ kiểm tra là kq bằng 1 hay không. Còn cái clock này cũng dễ, chúng ta cho y rồi. Để chúng ta mô tả cái hàm clock nhé. Hàm cái thủ tục clock là nó biến y, từ y tôi tính được giờ và tính được phút. Sau tôi gộp lại thì tôi biết là các bạn cái với nhanh như các bạn cái hàm cái thủ tục clock nhé. Đây. Còn cái tăng các bạn tự làm lấy nhé. Bây giờ tôi viết cho các bạn đây cái thủ tục clock y này là nó sẽ trả về là cái sâu c là cái mặt đồng hồ đấy, mặt đồng hồ với số phút lại là y. Thì chúng ta làm như sau, đây như sau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm như sau. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tính từ y, chúng ta tính là số giờ và số phút tương ứng nhé. Thì ta đặt là số là h nhé. H này, h thì bằng gì? H thì bằng cái số giờ nó chính là y, nó chính là cái là y, là y, là y chia cho 60. Đây, số phút lên như này. Đấy. Được chưa? Sau đó tôi tính cái số phút tôi thí dụ là m, h là giờ, phút thì bằng là y mốt 160, được chưa? Đấy, cho chúng ta tính c nhé. Thì đầu tiên chúng ta c là bằng sâu rộng, tôi kiểu rộng như này nhé. Đấy. Chúng ta làm như sau: if mà h mà nhỏ hơn 10, tức là nó là có một chữ số thôi, thì chúng ta đặt c bằng c, chúng ta nối hai sâu, nối với 0 và nối với h, vì đây h nó có một chữ số. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ đặt c bằng c h. Đấy. Và chốt chỗ này nhé. Đấy. Sau đó thì chúng ta làm tiếp tục với y, với m thì là if mà m mà nhỏ hơn 10 thì chúng ta viết c bằng gì? Bằng c ghép với 0 và ghép với m, vì nó là m là một chữ số, thì ghép thêm số 0 ở trước. Còn ngược lại thì chúng ta đặt c bằng c cộng với ghép với m. Đấy. Và sau cùng chúng ta sẽ đến hết chỗ, chúng ta viết sang trang sau nhé. Đấy. Chết rồi. Đấy. Để thêm một chút. Cái này nó có hay bị như thế này. Đấy, để thêm một chút nhé. Mình không để ý đâu mà nó cứ bị mình không để ý cái chuyện thời gian, được chưa? Bây giờ tôi sẽ copy cái này. Thôi được, thì cái luôn đây nhé. Ở đây nó sẽ gì? Ở đây nó sẽ làm là ở đây nó sẽ làm đây nó sẽ là output C. Thế thôi, bây giờ tôi sẽ co lại cho nó dễ nhìn nhé. Thủ tục này bây giờ tôi muốn nó cũng có cái này. Đấy, thấy chưa? Chưa để gì vậy nhé. Đó, như vậy nó trả ra hai chúng ta đã chịu vậy. Nên nó kéo như này này xuống này. Đấy. Kéo như thế này này. Đấy. Được chưa? Đấy. Còn cái hàm tăng kia thì rất là dễ, các bạn làm lấy nhé.
Như vậy cái bài này nó chỉ thế thôi. Cái bài đây là bài số mấy nhỉ? Nó dễ như vậy, nó không có gì là khó cả nhé. Được chưa? Rồi, như vậy xong cái bài, đây là bài số mấy nhỉ? Đây là cái bài số 3 thì phải. Chúng ta sẽ sang bài số 4. Đây bài số 4, chúng ta làm sang bài số 5. Đây, cái bài số 5 là bài này, là bài theo nghĩa là đó, nó là khó nhất. Thật ra là nó cũng đúng là nó cũng hơi khó thật. Nhưng mà nó là cái ra cũng hơi khó thật. Nhưng mà nếu chúng ta mà hiểu biết một chút về toán ấy, toán số học một chút thôi, thì nó lại rất là dễ. Thế được rồi, chúng ta về chúng ta phân tích, chúng ta làm nhé. Như vậy là gì? Cho trước đầu vào, cho trước là gì? Cho trước là cái số k, là sau đó cho trước cái gì? Sau đó là cho trước cái đây này, đầu vào này. Cho trước n đúng không? N là số đơn lập của cái có chữ tin học trẻ đúng không nào? Đấy, lập là n lần nhé. Ở đây n có thể là 10 mũ 8 này này, đấy, rất lớn nhé. Sau đó thì cho trước x thì là một ký tự, ví dụ như là t h i t r. Sau thì đếm xem trong cái sâu là cái sâu gồm có n cái chữ tin học trẻ như này liền vào nhau thì có bao nhiêu cái chữ t, bao nhiêu cái chữ x gì này, là có cái màu là màu xanh, tức là màu xanh. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm bài này, chúng ta sẽ làm tổng quát luôn, không phải màu xanh, có thể làm bất kỳ cho một cái bất kỳ, có thể là màu đỏ, màu vàng. Đấy. Thế cho làm như sau, bây giờ tôi phân tích nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ gọi này, bây giờ chúng ta sẽ gọi ký hiệu này kia, chúng ta ký hiệu như sau nhé. Ký hiệu là xanh. Là ký hiệu là 1 nhé. Đỏ ký hiệu là 2 và vàng là ký hiệu là 3. Được chưa? Đó. Được chưa? Thế thì chúng ta sẽ viết một cái hàm. Cái hàm như sau. Cái hàm này là hàm như sau. Hàm này là cái hàm tôi đặt tên là hàm tính toán đi nhé. Tôi viết cái hàm là hàm tính toán. Đây. Tôi viết một cái hàm tổng quát tính toán nhé. Đây. Tôi viết một cái hàm đặt tên là tính toán. Được chưa? Đầu vào của nó là các số là n, 2 là x và 3 là một cái tham số là k, màu sắc kiểu là k, là các lần có thể là 1 2 3 nhé. Đấy, đấy. Đây là x gì là một cái chữ cái nào đó nằm trong cái dòng trẻ đấy. Nhưng mà thì cái hàm này gì, hàm này nó trả về gì, hàm này nó trả về cái biến đặt tên là cái biến cao đi, biến cao là bằng số các cái ký tự x có cái màu color có thể là 1 2 3 nhé, là trong cái sâu t. T là bằng gì? T là bằng là ghép của n cái sâu tin học trẻ nhé. Tin học trẻ đây, tôi biết rồi. Đấy. Ghép thì cho làm viết chúng ta luôn cái hàm tổng quát luôn. Khi viết cái hàm tổng quát này rồi thì tất cả mọi thứ được tính rất nhanh. Được chưa? Đấy, thì cái hàm này thì nó khó không, nó hơi khó một chút. Mà cũng không có gì là nó không phải là quá khó, thì tôi sẽ mô tả luôn để các bạn làm nhé. Thì làm như sau này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ như vậy, cho trước n này, cho trước x này và cho trước là k, là như vậy cái đầu vào của nó có ba cái tham số nhé, n, x và k, l. Color d là có thể là 1 2 3. 1 thì là màu xanh, 2 thì là màu, 1 là xanh, 2 đỏ, 3 là vàng, đúng theo thứ tự mà chúng ta mà cái đề bài nó cho đấy. Đề bài của chúng ta nó phải tô màu, mà tô màu là nó các ký tự ở trong cái sâu đó, ký tự nó tô màu là xanh đỏ vàng, xanh đỏ vàng, xanh đỏ vàng đấy, chúng ta nhớ lại nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích mà chúng ta làm thì như sau nhé. Thế bây giờ làm này chúng ta làm như sau, chúng ta đặt
vì chúng ta đặt cái kiệu là tin học trẻ đi, kiệu cái biến này, bên này chính là cái biến của chữ tin, tin học trẻ, được chưa? Đấy, là tự động đang đấy. Và cái t này, cái t này nó chính là ghép của tin học trẻ, chúng ta nối tin học trẻ, nối tin học trẻ, nối bao nhiêu lần, nối n lần luôn, chúng ta đặt cái biến đấy, chúng ta tính sau cái t nhé. Đó, như vậy là chúng ta đặt là tin học trẻ, chúng ta đặt t đấy. Và t có độ dài là bất kỳ nhé, độ dài của t chính bằng là tin học trẻ nó có 9 ký tự, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy cái t này nó có chiều dài là 9 nhân n, được chưa? Cái chiều dài cái len của cái sâu t nó sẽ bằng là 9 nhân với n đấy, 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 chú ý nhé. Đấy. Được chưa? Thế bây giờ để chúng ta tính cái màu, chúng ta phải thiết lập cái dãy SC. Thiết lập cái dãy SC tương ứng. Đấy. Tương ứng với t, chỉ ra các màu của các ký tự tương ứng với t. Để chúng ta nhìn xem lại cái đề bài nhé, để chúng ta cái đề bài phải xem lại cái đề bài thì mới hiểu. Từ khi t biết rồi, chúng ta đây này, chúng ta sẽ phải viết ra đây này. Đây là chính cái SC đây. SC nó là một cái nhóm là bốn ký tự một thì ba cái đầu tiên luôn luôn là xanh đỏ vàng, nhưng cái từ thứ tư ấy, nó là xanh, nó là đỏ, nó là vàng. Đấy, cứ thế loại xanh đỏ vàng cứ như vậy. Thì chúng ta sẽ, đây là chính là SC, mà chúng ta sẽ không kiệu biết là chúng ta sẽ kiệu là màu xanh là 1, màu đỏ là 2, màu vàng là 3, xanh là 1, được chưa? Thì S là như sau, SC sẽ là cái dãy đó ứng với T, và cái SC là như sau, cái SC nó là này. Đây, cái SC nó sẽ là SC sẽ gồm các cái các ký hiệu 1 2 3 ứng với cái màu vàng nhé, màu xanh đỏ vàng. Ví dụ tôi lợi như này, SC sẽ bằng như sau này. Ta nhớ lại nhé. Đầu tiên là nhìn nó sẽ là gì? Nó sẽ là đây là xanh đỏ vàng, được chưa? Thì đầu tiên cái kiểu thứ tư này nó là xanh 1. Xong tiếp theo là xanh đỏ vàng, xong cái thứ hai nó sẽ đỏ, nó sẽ là 2. Xong sang phần thứ ba nó lại xanh đỏ vàng. Sang thứ tư là 3. Xong lại tiếp theo lại xanh đỏ vàng, xong nó lại là 1, cứ như vậy. Đấy. Cái chiều dài của cái dãy này là bằng t. Để chúng ta thiết lập SC, sau đó chúng ta sẽ đếm, trong t có bao, ở trong t này có bao nhiêu ký tự là xc, và ứng với nó là màu gì ở đây, và chúng ta sẽ đếm thôi, được chưa? Đó. Như vậy cái bài này thực chất ra là nó cũng rất là dễ. Thì như sau, rồi bây giờ tôi viết cái hàm này, bây giờ tôi sẽ triển khai viết cái thủ tục có tên là tính toán nhé. Tính toán đầu vào là n, đầu vào là x, đầu vào là k, là tổng quát luôn nhé, tổng quát cả k l luôn đấy nhé. Đấy. Và đầu ra, cái đầu ra của nó là tận là biến cao, là đếm xong là trong cái sâu t kìa, trong cái sâu sc này hay là t cũng được, là có bao nhiêu ký tự xc có màu là k l, được chưa? Đấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Đây thì cái hàm này tính toán sẽ làm như sau. Cái này các bạn cùng với tôi chúng ta phân tích một tí, là nó không, nếu chúng ta phân tích đọc kỹ đọc bài chúng ta làm một tí thì nó không có nỗi là nó quá khó đâu nhé. Đây bây tôi sẽ viết ở đây một cái đoạn chương trình, cái đoạn gọi là cái đoạn là đây, chỗ này để viết ở đây để cho nó kịp nhé. Thì như sau này, bây giờ tôi sẽ viết như sau. Đây tôi viết một thủ tục là tính toán, tức là tính toán này. Đầu vào của tôi là n, tiếp theo đầu vào của tôi là gì, là xc, và đầu vào của tôi là cái kl này có thể là số 1 2 3 nhé, ứng với 3 được chưa? Được rồi, như vậy như sau. Đầu tiên là input là n x kl, được chưa? Bước thứ hai là tính cái sâu t, tính được không? Tính được sâu t. Sâu t là gộp của n cái sâu tin học trẻ. Đấy, được chưa? Xong tiếp theo là chúng ta tính sâu s
Đấy. Số vẽ là dãy, là một cái dãy có chiều dài là bằng đúng chiều dài của T, nhưng mà có cái tự đó là nó lên được, nó sẽ là 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1 cứ thế, nên là nó có cái số S, nó có cái quy luật của nó nhá. Tính S gì? Đấy. Sau đó thì bước cuối cùng mới là gì? Mới là đếm. Đếm ở trong đếm xem là có bao nhiêu. Đếm ở trong T có bao nhiêu ký tự x gì mà màu của nó tương ứng, màu của nó tương ứng trong S gì là bằng KL. Đấy, cái biến này đặt là gì? Là cao. Đấy. Và chúng ta output ra ngoài chính là cái biến cao đó. Đây chính là cái hàm đó, cái thủ tục tính toán nhé, được chưa? Bây giờ tôi xin viết lại cái thủ tục tính toán nhé, để cho các bạn xem nhé. Nó cũng dễ, không khó đâu. Tính số T cũng dễ, tính số S cũng dễ, nó có quy luật hết mà. Khi tính là T rồi thì S rồi thì đếm dùng cái biến cao để đếm cũng rất là dễ. Biến sẽ làm, chúng ta sẽ biến cho đến cho từng phần tử một của T, xem phần tử nào là x gì. Sau đó soi sang bên S xem có phải là màu KL không, nếu có chúng ta tăng bên điểm lên 1 là xong. Thì như vậy là cái hàm này là cái hàm rất cơ bản nhé, rất cơ bản. Và chúng ta chưa có gì là tối ưu gì cả, đây chúng ta cứ làm cái hàm đã mà chúng ta sẽ tính. Thế bây giờ tôi sẽ viết lại lần nữa cái hàm này, viết lại chi tiết nhé. Đây ở chỗ này là không chi tiết, bây giờ tôi viết lại này. Bây giờ tôi sẽ viết sang trang sau. Tôi sẽ viết đây, bắt đầu từ đây nhé. Tôi sẽ viết lại cái hàm này, viết lại cái thủ tục đó thật chính xác, thật chi tiết. Và chúng ta chỉ việc lập trình thôi nhé. Đây, chúng ta viết tính toán này. Tính toán nhé. Ở đây là gì? Ở đây là N, ở đây là X, ở đây là KL. Được chưa? Đấy. Được chưa? Thì tất nhiên nó là input của nó là gì? Input của nó là N, là X. Tôi viết thêm KL, trong đề bài chúng ta là KL là 1 đấy. Chúng ta làm cái đề bài chúng ta là tìm KL là màu xanh mà, thì nó là 1 thôi. Còn đây nó làm tổng quát luôn nhé. Chúng ta làm này cho thấy chúng ta áp dụng cho chúng ta là 1 thôi. Thế làm như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt một cái biến, là cái biến có tên là TH, T tin học trẻ đi. Nó sẽ bằng là tin học trẻ. Nó làm cái số có 9 ký tự, chữ in hoa tin học trẻ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tính T. Được cái cho T là một cái sâu rỗng, xong chúng ta repeat N lần. Và chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt là T bằng T nối với tin học trẻ. Đấy, như vậy sau cái bước này là chúng ta tính được T. Tiếp theo chúng ta tính S gì? Thì chúng ta sẽ đặt S gì bằng rỗng, và chỗ này bắt đầu khó hơn một chút đấy. Thì khi tính S gì thì chúng ta sẽ phải dùng các cái biến để mô tả. Khi tính S gì nhé, thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ dùng ba cái biến. Một cái biến chỉ để đếm các cái tự đã được bổ sung vào S, và cái biến thứ hai dùng để biến thứ hai dùng để mô tả cái ba cái tự đầu tiên đấy, xanh đỏ vàng. Còn biến thứ ba là biến tư để mô tả cái tự thứ tư là cũng xanh đỏ vàng nhé. Như vậy chúng ta sẽ dùng là bốn biến. Một biến là ký hiệu là STT, được chưa? Đây là cái số thứ tự, các cái tự chúng ta sẽ điền vào. Như vậy là khi làm ST nó vượt quá cái len của T thì ta dừng lại. Sang biến thứ hai là đặc hiệu là STTD là đầu đi, chứ đây là đầu đó, là ba cái từ đầu tiên thì chúng ta đặt là một, mình mặc định nó sẽ là màu xanh mà. Sau đó chúng ta đặt cái STT cuối là cái ký tự thứ tư đấy, đặt là bằng 1. Đấy, như vậy đây là đặt, chúng ta có ba cái biến này. Được rồi, sau chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ lần lượt bổ sung vào S gì theo thứ tự là đấy, là 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1, cứ như vậy nhé. Làm như sau này, chúng ta sẽ repeat until khi nào cái STT này nó lớn hơn length của T thì chúng ta dừng lại. Như vậy nó khi đúng bằng length T chúng ta dừng lại. Đấy, lớn hơn dừng lại nhé.
Thì ra làm như sau, đây ta mô tả cái hàm này. Đấy, lên đây nhé, ta mô tả như sau. Đây, bìa đầu nhé, bìa kiểm tra đầu này, bìa ít ít cái STT đầu ấy mà nhỏ hơn 4 ấy, thế là nó đúng là cái màu của chúng ta, thì chúng ta bổ sung, ta đặt S bằng S nối với STT đầu, được chưa? Và sau đó chúng ta tăng cái STT đầu lên một đơn vị, nhà nó vượt có 4 thì là ta phải dừng lại, ta phải đặt lại là 1 bằng 4 dừng lại nhé. Còn lại else, e là nếu mà cái ST đầu nó bằng 4 ấy, thì khi mà đi, khi mà bằng 4 rồi thì chúng ta sẽ bổ sung cái phần tử cuối, chúng ta đặt là S bằng S cộng với cái phần tử cuối là STTC, được chưa? Sau đó chúng ta đặt là gì, vì là chỗ này là cái chỗ đây là chỗ là STT bằng 4, chúng ta đặt lại là STT đầu bằng 1, như vậy là cứ 1, 2, 3 lại 1, 2, 3 mà quay lại bằng 1 trở lại. Sau đó chúng ta đặt là STTC bằng STTC cộng 1. Đấy. Do đó chúng ta sẽ, cái chỗ này chỗ nó hơi tỉ mỉ một chút nhé, nó không khó nhưng mà nó hơi lặt vặt một chút. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp chỗ này. Nếu cái này mà cho chúng ta đây là if STTC mà bằng 4 ấy, thì chúng ta đặt lại là STTC cái tự cuối lại bằng 1. Đấy. Và sau đó thì ở chỗ này, ở ngang chỗ này chúng ta sẽ tăng cái STT bằng STT cộng 1. Vậy sau cái vòng lặp này thì nó sẽ dừng lại. Đây. Đấy, chỗ này đúng không? Như vậy sau cái vòng lặp này chỗ đây nó dừng lại. Sau vòng lặp này ra tính là S gì? Thì bây giờ ra đây là chúng ta sẽ phải tính tiếp cái biến cao để cho đếm thôi. Đâu ngoài này nhé. Chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt cao bằng 0. Đấy. Để tôi kéo thêm một chút nữa lên nhé. Để chúng ta đây, nó hết chỗ rồi, đồng sàng cổ cố gắng nhé. Cao này, xong ra làm như sau. Chúng ta đặt K bằng 1 là tính từ đầu đến K bằng 1. Sau đó chúng ta đếm từ đầu đến cuối của cái T. K là cái biến chạy. Chúng ta sẽ bắt buộc phải xuống dòng. Đây, xuống đây nhá. Đây, xuống dòng. Ở đây thẳng hàng được chúng ta dùng repeat. Repeat length của T. Đấy. Được chưa? Chúng ta kiểm tra nếu mà if mà ký tự thứ K của T đó mà bằng x gì? Đúng không nào? Và ký tự thứ K của S gì? Mà bằng KL, đây, KL. Thì chúng ta sẽ tăng cái biến cao lên một đơn vị. Cao lên một đơn vị cộng 1. Sau đây chúng ta tăng cái K lên một đơn vị. Đấy. Và sau nữa chúng ta sẽ giờ xong rồi. Thì đây chúng ta sẽ đây. Đây chúng ta sẽ từ đây chúng ta sẽ output ra ngoài. Output ra ngoài cái biến cao. Đấy, được chưa? Bây giờ tôi cho nhỏ lại để chúng ta nhìn tổng thể toàn bộ cái thủ tục quan trọng này nhé, rất quan trọng luôn đây này. Đấy, đúng không? Dưới đi. Đây nhá. Nó đây này. Nó hơi dài một tí, chúng ta chú ý là đấy, nó hơi dài một tí, chúng ta chỉ có một tí nhá. Đây là thủ tục rất quan trọng nhá. Thủ tục chính đấy. Thủ tục chính của chúng ta đấy này. Đây, như thế này. Đấy. Thủ tục chính rất quan trọng. Nó đếm tổng quát luôn nhá. Nó đếm tổng quát luôn cái đấy, cái thủ tục này là rất quan trọng, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại giải bài toán nhé.
chúng ta sẽ quay lại lời giải bài toán. Chúng ta tính ra rồi thì lời giải đầu tiên là chúng ta làm bình thường thôi. Nếu chúng ta quay lại lời giải này, để chúng ta quay lại lời giải bài toán nhé. Như vậy chúng ta đã có cái hàm rất quan trọng, bia giải lời giải bài toán này. Bài toán chúng ta đã có cái hàm rất quan trọng là hàm là tính toán. Tính toán nhắc lại là n này, x này, là kl này. Được chưa? Đầu vào là n, x và đầu vào là kl cho là 1. Thì chúng ta là tính thôi. Nhưng mà chúng ta làm lời giải như sau. Lời giải 1 nhé, lời giải 1 là đơn giản. Cái lời giải 1 là đơn giản. Chúng ta tính thẳng cho n luôn nhé, lời giải 1 này nhé, đơn giản. Do làm như sau này, lời giải 1 nhé. Chúng ta tính luôn cho n, cho cái này luôn. Tính luôn cho cái này luôn, chứ không cần thiết phải. Chúng ta làm lời giải 1 nhé. Đây, đây lời giải 1 đây nhé. Là chúng ta làm như sau. Lời giải 1 chúng ta làm như sau. Mà chúng ta là input đúng không? Input là n và x gì? Bảo chúng ta là x gì? Đấy. Sau chúng ta gọi cái hàm tính toán của chúng ta. Tính toán, đây là n, đây là x gì? Và kl là 1, là màu xanh. Đồng bài chúng ta màu xanh đúng không? Sau chúng ta output ra ngoài. Output ra ngoài là cái biến cao. Đấy như vậy. Là bộ nó chỉ như này thôi, nó rất là đơn giản. Được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà cái bài này cái quan trọng nhất là cái hàm tính toán kia với lời giải như thế này. Đấy, thì với cái lời giải này nó rất là dễ hiểu. Tuy nhiên là nó sẽ chậm bởi vì là với n mà lớn ấy. Bài này nó chỉ chạy được với nhanh, nó nhanh chỉ với lại n khoảng n là 10 mũ 5 10 mũ 6 thì đầu bài nó cho này, đầu bài người ta cho là đầu bài nó cho lên này. Đây này. Tức là n khoảng 1000 thì nó chạy nhanh lắm. Còn trên 1000 cho đến tận là 10 mũ 8 thì nó chạy rất chậm. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cách thứ hai suy luận làm sao cho để sao cho tính từng nhanh. Đấy phần cái phần thứ hai này là phần khó nhất của bài toán này. Mà theo tôi cũng là rất là khó, nó vượt quá chương trình của lớp 4 rất là nhiều. Của tiểu học rất nhiều. Thì bạn nào mà hiểu được mà làm được cách thứ hai thì tốt nhất. Làm cách một cũng tốt rồi. Nhưng cái bài này cũng là cái nhé. Bây giờ chúng ta làm bài giải bài 2. Lời giải 2 là chúng ta tìm lời giải tối ưu. Lời giải 2 là tìm lời giải tối ưu. Tìm cái lời giải tối ưu. Làm sao cho thời gian chạy nó là tức thời luôn. Phần lớn cái bài mà phần lớn những cái bài mà cho học sinh học trẻ cho tiểu học, phần lớn là họ đã nghĩ ra được thật là các bài toán đố rồi, nó dần dần bài toán thôi, là nó nghĩ ra một cách giải mà thời gian chạy là tức thời. Tôi tự yêu với cái thời gian chạy là tức thời, cái thời gian là tức thời, nên không phụ thuộc vào n luôn. Có cái cách làm này là nó phụ thuộc vào cái số n này đấy. N mà lớn nó rất chậm, thì với cái bài này thì n bằng 1000 tức là 10 mũ 4 ấy, là nó là 10000 ấy, là nó hơn là nó chậm rồi. Còn n bằng 1 triệu hay là 1 tỷ nó rất là chậm. Nhưng mà cách hai này chúng ta sẽ làm, thì làm sao mà chúng ta làm cách hai thì lời giải của nó là với n không thuộc về n có thể bằng 10 mũ 9, 10 mũ 10, 10 mũ 15, 10 mũ 20, 10 mũ 30, nó vẫn ra trong tích tắc nhé. Thì lời giải 2 là như vậy. Thì lời giải 2 là như này, chúng ta soạn như sau nhé. Chúng ta chỉ soạn một chút thôi là như này. Chúng ta phân tích một chút thôi là ra. Chúng ta phân tích một chút nhé. Đầu tiên là cái t nó là t là ghép của n cái sâu tin học trẻ đúng không nào? Đúng không? Ghép của cái sâu tin học trẻ 1, tin học trẻ 2, tin học trẻ 3, tin học trẻ. Cứ như vậy. Thì mỗi tin học trẻ này là nó có 9 ký tự và nó giống hệt nhau. Suy ra gì? Suy ra t là có tuần hoàn, nó là một dãy tuần hoàn. Tuần hoàn chu kỳ 9. Đấy, quan trọng nhất là chú ý nhé, là chu kỳ nó là 9. Đấy. Cái tên nó là, vì tên là gộp của n cái sâu tin học trẻ, mà một sâu cho đó thì nó chỗ chính cái tự thôi, chứ cái scan cái t nó lặp lại. Tiếp theo là chúng ta cái s gì nhá. nó là 1231 1232 1233 đúng không nào, 1231 1232 sau là 1231 đúng không nào, cho nên là nó lặp lại. Đấy, nó là
em đây này chúng ta cùng nhau quan sát cái em cùng nhau quan sát cái S gì chúng ta phân tích ra. Nó lặp lại thì cái S gì là như này, nó là gộp của các cái bốn ký tự. Đây là bốn cái nhá, bốn cái này 1 2 3 1. Xong cái nhóm thứ hai là gì? Cũng là bốn ký tự là 1 2 3 2. Xong cái nhóm ký tự nữa là 1 2 3 3. Xong chỗ này là lặp lại là 1 2 3 1. Thì ra là cái chỗ này là lặp lại. Thì cái độ dài này là bằng 4 × 3, nó sẽ bằng 12. Đấy. Vậy suy ra gì? Vậy suy ra S thì là cái sâu là gì? Là tuần hoàn chu kỳ 12. Đấy, chúng ta rất quan trọng nhé. Như vậy cái bài này là nó cách thứ hai là nó suy từ cái ý tưởng là chúng ta phân tích, chúng ta thấy là T là cái tuần hoàn với chu kỳ 9, còn S là tuần hoàn với S là tuần hoàn với chu kỳ 12. Đâu rồi? Đấy, nhớ cái này nhé. S là tuần hoàn với chu kỳ 12. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta gộp lại nhé. Chúng ta cùng quan sát đồng thời là T và S. Thì chúng ta suy ra cái gì? Suy ra là gì? Suy ra là đồng thời cả hai cái T và S nó sẽ lặp lại gì? Đồng thời cả hai luôn. Nó lặp lại với chu kỳ là bao nhiêu? Lặp lại với chu kỳ là con số nhỏ nhất mà chia cho 9 và chia cho 12. Nó chính là 36. TS nó sẽ đồng thời nó sẽ có chu kỳ chung là 36 nhé. Đấy. 36 chính là bằng 9 × 4 đấy. Đấy. Vì 36 là bội của 9 này. Đồng thời nó là bội của 12 này. Đấy, cho nên suy ra là cái vòng lặp của nó là cái vòng lặp của cái T ấy, là cái sau 36 là nó là cái T nó lặp lại cả T và cả S. Đấy, chúng ta thấy rất là hay. Thì suy ra chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ với cái đây này, cái 36 này. Thì trong toán học lớp 7 cấp 2 thì cái 36 này nó gọi là bội chung, nó là bội chung nhỏ nhất của hai số là 9 và 12 đó. Nhưng chúng ta có thể suy ra bằng đấy thôi, nó là cái số nhỏ nhất đồng thời là bội của 9 và 12 thì nó chính là 36. 36 cụ thể đây sẽ là 9 × 4. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thì như nào nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái này thì nó như thế này. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích cái T. Đây. Chúng ta cùng nhau phân tích cái T nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích cái T. T đây. Được chưa? T đây là chúng ta sẽ một số rất dài, chúng ta tách ra thành những cái sâu con. Đấy, nó có độ dài là 36. Đấy. Hay cái này nó là 4 lần tin học trẻ, 4 lần tin học trẻ. Đây là thực hiệu là 40, 4 lần tin học trẻ. Chúng ta tách ra thành những cái đó, 4 lần tin học trẻ. Nha. 4 lần. Và cái cuối cùng của nó thì không phải là 4 mà là số 4, nó làm cuối cùng nó gọi là P tin học trẻ. Đấy, thì chúng ta có là n này, chúng ta có n là bằng là chúng ta viết n bằng bao nhiêu, bằng chúng ta viết n bằng m bằng là m nhân với 9 cộng với p, thì tôi kiểm tra đúng đấy. Chúng ta viết là m cộng 4 chứ, m nhân với 4 nhé, đây là 4 lần, 4 cộng với p. Với p là gì? P là không nhỏ hơn bằng p nhỏ hơn 4. Đấy, chúng ta khai triển ra cái này này. Đấy. Thì suy ra là gì? Suy ra là cái t này nó sẽ bằng là m cái đoạn này. M như vậy là t nhé, t nó sẽ bằng này. Một cái đoạn là 9 này, một đoạn là 9 này. Một đoạn là 4, là 4 tin học trẻ, 4 tin học trẻ đấy, 4 tin học trẻ, 4 tin học trẻ. Và cứ như vậy, cuối cùng nó là 4 tin học trẻ. Đấy. Và cái cuối cùng nó là P tin học trẻ. Được chưa? Thì cái số lượng các cái mảnh này này nó là M. Đấy, thì N sẽ bằng M nhân với 4 là cộng với P. Đấy. Ở đây chúng ta có thể tính toán lại nhé. Đấy. Cái chỗ này hơi lằng nhằng một chút. Nó phải có cái tư duy toán học một chút, số học. Ok ngay nhé. Với cái này nhé. Thì cái này m khai triển m chia cho 4 được là m lần cộng số dư là p, tức là m sẽ bằng
tính là m, m bằng cái này, m bằng n chia 4. Đúng không? Còn p bằng là n mod 4. Đây là công thức để tính cái m và p đấy. Đấy. Thì mỗi cái đoạn này này, mỗi cái đoạn này là bốn tín hiệu trẻ, nó là đoạn 36, vậy nó là cái SC nó giống nhau. Đấy. Chứ là trong các đoạn này thì số lượng các cái trong tất cả các đoạn này thì số lượng các cái phần tử, các cái chữ cái x có màu là k là nó giống hệt nhau. Do đó chúng ta chỉ việc nhân lên là xong, chúng ta không cần cho tính cho 4 thôi. Tính cho 4, xong rồi ta tính cho 4 là đủ, tính cho p là đủ. Được chưa? Vậy suy ra gì? Vậy suy ra là cái số lượng chữ cái t, chữ cái x màu k sẽ bằng gì? Sẽ bằng là m nhân với cái số lượng chữ cái, số lượng cái số cái ứng với gì, ứng với là 4, là 4. Đấy, sau đó cộng với p nữa. Đấy, được chưa? Thì như vậy chúng ta chỉ việc cộng tính cho 4, tính cho p thôi, chúng ta cộng lại là xong. Thì chúng ta làm như sau. Như vậy từ cái bài này, từ cái lời giải này, chúng ta suy ra cái lời giải chính thức. Lời giải này nó có rất hay là nó có cái thời gian chạy là tức thời, nó không phụ thuộc. Bây giờ tôi mô tả cái lời giải chính thức nhé, lời giải tối ưu nhé, cái thời gian là tức thời, không phụ thuộc với n. Các bạn có về nhà các bạn tính thử, các bạn sẽ thấy là nó sẽ n có thể là bằng 10 mũ 9, 10 mũ 10, 10 mũ 15, 10 mũ 20 là vô tư nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta là input là làm là n và x gì này, được chưa? Đó. Sau đó chúng ta đặt m bằng chúng ta bằng n chia 4, chúng ta tách ra là cứ 4 phần, mỗi phần chia làm 4 cái mảnh, bốn cái lượt, mỗi lượt như vậy là 9 cái tự, nó là 36, mỗi một cái mảnh như vậy là có 36 cái tự của t, thì nó chính là gì? Nó chính là một cái chu kỳ của t đồng thời với s gì nhé. Và cho chúng ta đặt p bằng n mod 4. Đấy. Sau đó là như sau. Sau đó chúng ta sẽ là tính tiếp tục như sau. Đây, chúng ta sẽ nhé. Chúng ta sẽ tính cái hàm tính toán mà chúng ta đã có, vẫn dùng cái hàm này nhé, tính toán với gì? Với là 4 thôi. 4 thôi và x gì? Và đây là 1. Đấy nhé. Đấy, sau chúng ta là cái kết quả sẽ bằng gì? Sẽ bằng là m nhân với cao là chính là cái đầu ra của cái tính toán. Cao là cái số lượng các cái chữ cái x thì có màu xanh trong cái độ dài là 4, trong cái đoạn là 4 lần tín học trẻ, đúng không? Sẽ làm một lần như này. Sau chúng ta tiếp tục chúng ta tính toán đây là p nhỏ là chỉ có một, p chỉ có thể là 0, 1 và 2, 3 thôi nhé. Đây là x, đây là 1. Xong chúng ta đặt là KQ bằng KQ cộng K. Vậy đếm m lần cái đoạn bằng 4 và cuối cùng đoạn bằng P nữa. Và chúng ta ra output KQ. Đấy. Thì đây chính là cái lời giải cuối cùng. Bạn thấy không nào? Lời giải cùng này chúng ta chỉ gọi cái hàm này thôi. Cái hàm này là đây là một số cụ thể số 4. Cho cái thời gian chạy của cái hàm này là hữu hạn, nó là tức thời. Cái hàm này, hàm tính độ dài, tính cái số ký tự của x với cái màu sắc là 1 trong cái đoạn là p thôi. Là p, cái tín hiệu trẻ thôi, p nó nhỏ hơn 4, nên nó cũng tức thời. Hai cái này là tức thời. Tức thời. Vậy suy ra là toàn bộ chương trình nó là tức thời. Cái này là tức thời nhé. Tức thời. Thì như vậy với cái giải này, chúng ta về nhà chúng ta làm thử nhé. Thì nó, cái giải của nó là gì? Cái giải của nó chính là gì? Nó chính là chạy n bao nhiêu được. N bằng không phải đồ bài cho ngoài, n 10 mũ 8 thôi. 10 mũ 10 cũng ra ngay lập tức, 10 mũ 15, 10 mũ 20. Mà chúng ta có thể tổng quát là không phải chỉ là màu xanh mà màu bất kỳ nhé. Có thể sửa cái chỗ này thêm input, đây là color thì chúng ta đổi số 1 thành color được nhé. Bất kỳ màu sắc nào chứ không phải chỉ là màu xanh. Được chưa? Như vậy tôi vừa mới giải xong cả 5 cái bài trong vòng sơ khảo đấy, để chúng ta chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cái bài cuối cùng. Bài cuối cùng là cái bài đây, cái bài mua bút chì. Đây.
tí thì vẫn có mua bút chì. Bút chì cần mua, con số bút chì cần mua là N. Trong cửa hàng giá mua lẻ bút chì sẽ là P. Nhưng nếu mà cứ mua K cái bút thì được tặng những. Thì đầu bài là xác định số tiền tối thiểu mà cô tí cần phải mang theo để có thể mua được ít nhất là N cái bút chì. Đấy, cái bài này là cái bài theo tôi là mặc dù nó là cái bài hoàn toàn toán học, nó chả liên quan đến tin học. Đây là cái bài tin bài gọi là cái bài gọi là gì nhỉ? Học sinh giỏi toán. Một cái toán này tôi nghĩ nó phải toán ngoài lớp 6 lớp 7 chứ không thể là cấp 1 được. Cho nên là cũng rất là khó đối với các bạn. Bây giờ là nhớ bài này, bây giờ kể ra mà tôi biết tìm hiểu lời giải ra thì nó rất là khó, nhưng mà tôi sẽ viết ra một loạt những cái mệnh đề quan trọng. Và chúng ta sẽ về nhà, các bạn sẽ viết lại cái lời giải của nó và các bạn sẽ cố gắng phân tích cùng với chứng minh cái điều mà tôi nói. Cái bài này là bài toán học, cho nên là muốn làm ra kết quả chúng ta phải chứng minh cái. Vì sao lời giải nó như vậy? Chúng ta phải chứng minh nó đúng. Đấy, lời giải như thế. Thì bây giờ tôi sẽ liệt kê ra một số các cái phân tích về mặt toán học thôi để chúng ta thấy là bài này sẽ giải như thế nào nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích để chúng ta dẫn đến cái lời giải. Tôi nhắc lại nhé, cái bài này là một cái bài là hoàn toàn số học, hoàn toàn là toán, mà chả liên quan đến tin học nhé. Mà tất cả các bài trên loại đều là toán học hết nhé, các bạn thấy không có bài nào là tôi đấy, tất cả các bài trong cái phần vòng loại sơ khảo này đều là toán học hết. Cho nên cái cuộc thi này tôi thấy nó không, tôi không thích lắm, vì thế là nó không phải là tin, nó là toán. Mà toán không phải toán bình thường, mà toán học sinh giỏi nó là khác. Mà nó không, toán này nó không giống với toán ở trong nhà trường, nơi khác một chút. Vì cái toán này là toán người già, toán nó liên quan đến tổ hợp nhiều, cho nên là nó số học nữa, cho nên là nó tương đối khó với học sinh tiểu học, rất là khó. Học sinh cấp 2, cấp 3 thì là vừa nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ phân tích nhé, về tôi điểm kết quả thôi, còn các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ về nhà và các bạn sẽ dựa trên cái phần của tôi viết và các bạn sẽ tự chứng minh và sẽ tự giải nhé. Vì tôi hơi mệt, tôi không nói nó nhiều được nhé. Thì như này này, đầu tiên thì chúng ta phân tích như này, chúng ta có cái phân tích một hay là cái mệnh đề một nhé. Mỗi cái phân tích của tôi nó là làm cái mệnh đề hay là một cái định lý gì đó, tôi viết luôn cái mệnh đề nhé, để cho chúng ta tôi cái dãy của tôi nó sẽ một loạt những cái mệnh đề, nó vì nó là toán mà. Bây giờ một tức là tôi muốn tìm hiểu xem là khi tôi ra chợ, khi tôi ra cửa hàng tôi mua M cái bút ấy. Tôi bỏ tiền ra tôi mua M cái bút thực sự, thì hỏi là tôi sẽ nhận được bao nhiêu cái bút. Thì câu trả lời như sau: nếu mà tí mua thực sự là M cái bút thì tí sẽ nhận được thực sự số bút là M cộng với thương của M chia K đó. Thì nó là cái này đấy, vì là có K bút thì chúng ta thưởng cái bút mà, thì đây chính là cái chỗ này chính là cái số lượng bút được thưởng, được chưa? Đấy thì nó là cái này, được chưa? Nhưng mà mệnh đề một rất là dễ, nhưng mà chúng ta phân tích một chút cái mệnh đề một nhé. Như vậy chúng ta có này, nhưng mà cái mệnh đề một là dễ này, chứng minh được ngay nhé. Cái một là rất đơn giản, các bạn tự chứng minh lấy nhé. Nó là một cái mệnh đề toán học ấy. Là một cái mệnh đề của môn toán cần phải chứng minh, rất là dễ. Thế giả sử như sau, đây tôi giả sử như này nhé. Như vậy giả sử tôi biết giả sử em tôi triển khai mà triển khai khai triển ra là thương của K cộng số dư bằng QK cộng với R. Đấy. Ở đây Q bằng là M, lấy thương nguyên của chia cho K, còn R là cái số dư, N là M1 K, và đây là với không nhỏ bằng R nhỏ hơn hẳn K. Đó. Thì với cái bài mệnh đề 1 là chúng ta có như sau. Đấy, một nhé, thì ta có như sau, ta có như thì như vậy sẽ là cái số lượng bút tí nhận được là gì, là M cộng với Q,
Vì m chữ k đó như chính là q mà, bằng q hay là bằng gì? Nó bằng gì? M cộng q m thì bằng m sẽ bằng là q k cộng với r cộng với q. Vậy nó có công thức sao? Công thức là q nhân với k cộng 1 cộng r. Đấy. Đây chính là cái số bút mà tí nhận được, được chưa? T tí nhận được, nó là cái này. Công thức của nó đây. Đấy. Đó là mệnh đề 1 nhé. Mệnh đề 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang mệnh đề 2. Mệnh đề 2 chúng ta sẽ phân tích xem là khi nào thì với mn như ra làm sao thì cái số lượng bút bi mà tí nhận được cái đúng bằng n. Nếu mà tí mà mua m cái bút mà nhận được đúng n thì suy ra đó là tối ưu nhất gì? Thì cái số lượng tiền bỏ ra là tối thiểu mà nhận được đúng n cái bút nhưng mà là tối ưu. Còn không tối ưu là có thể nó vượt quá n, số lượng cái bút vượt quá n. Nhưng mà đây là ta mệnh đề 2 là chúng ta sẽ chứng minh, chúng ta sẽ tìm hiểu cái điều kiện để sao cho là tí sẽ mua m cái bút mà nhận được đúng n cái, nhận được mua m cái bút mà nhận được đúng là n bút. Thì chúng ta có mệnh đề 2. Thì là các bạn về nhà chứng minh nhé. Tức là cái này nó là toán học của lớp 6 đấy. Theo tôi nó là toán học còn cái phần mà chia hết đấy. Phần chia hết nhé. Bây giờ chúng ta sang mệnh đề 2. Mệnh đề 2 là như sau. Mệnh đề 2 nhé. Mệnh đề 2 là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Rồi khi nào thì tí sẽ mua với n như thế nào thì tí sẽ mua đúng n cái bút mà nhận được đúng n cái bút. Mệnh đề 2 nhé. Mệnh đề 2 như sau. Tôi viết các bạn về nhà chứng minh vì nó rất dễ. Mệnh đề 2 thì nó là, đây là những cái bài toán thuần túy toán học nhé. Mệnh đề 2, bây giờ giả sử n thỏa mãn điều kiện sau đây nhé. Thỏa mãn điều kiện sau là tính số dư của n chia cho mod của k cộng 1. Thì về nguyên tắc cái số này là cái số r là phải nhỏ hơn bằng k cộng 1, nhỏ hơn bằng k nhé. Nhưng mà tôi giả sử cái này là nó nhỏ hơn k đấy, tôi giả sử nhé, mệnh đề 2 nó nhỏ hơn k thì nếu như này thì như sau. Thì đặt như sau nhé. Đặt q bằng là n chia cho k cộng 1, tất cả lấy phần nguyên, được chưa? Đấy là cái này nhé. Sau đó chúng ta đặt tiếp tục như sau. Nếu như này nhé. Đấy, đặt quy cái này. Đặt cái này, sau đó chúng ta đặt như sau. Chúng ta đặt là m bằng q nhân với k cộng với r. Đấy. Được chưa? Thì khi đó chúng ta có như sau. Cũng rồi, thì cái đó sao? Thì nếu như là nhé, thì nếu tí mua m bút sẽ nhận được đúng n bút. Được chưa? Anh nhớ bài này, bài hai là bài cho ta một cái lời giải. Nếu mà n là cái số mà nó là số dư của cộng 1 nó nhỏ hơn k, gọi là r, thì chúng ta đặt cái này luôn, đặt q bằng cái này và đặt m bằng cái này thì m chính đáp số luôn. M cái số lượng bút cần phải mua chính là m, và số tiền cần phải mua chính là m nhân với p. Đấy, nhưng mà đây là bài đề 2 nhé. Bài đề 2 này dễ dàng suy từ bài đề 1 nhé. Các bạn về nhà các bạn làm cái bài đề 2 này, nó là một bài toán của lớp 6, nó đơn giản lắm. Ta suy từ cái phân tích của bài đề 1 thôi. Được chưa? Đấy. Vì là khi đặt m bằng cái này thì cái m bằng pq rồi, thì đây nó chính là cái khai triển của m theo k và r thôi. Thì vì r nhỏ hơn k mà làm được vậy đó, thì quay lại cái bài 1 thì nó chính là cái số lượng mà thu được chính là m cộng với q. M cộng q nó chính là gì? Nó chính là n, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang mệnh đề 3 là ngược lại.
là giả sử mà n chia cho lấy số dư của k cộng một mà số dư nó bằng k thì cho làm đây cho nhỏ hơn k thì như này nhé. Như vậy nếu mà số dư của n chia cho m cộng một mà k cộng một mà nhỏ hơn k thì có ngay đáp số luôn, là có thể tìm được m để sao cho là mua đúng m bút thì sẽ nhận được đúng n bút. Vì chúng ta sang mệnh đề 3, cái này tức là cái mệnh đề này rất là dễ, các bạn ở nhà có thể chứng minh. Còn nếu bạn nào mà không chứng minh được thì tôi có thời gian tôi sẽ cho các bạn nhé. Mệnh đề 3, chúng ta thấy là mệnh đề 3 nhé. Được chưa? Bây giờ giả sử như sau. Bây giờ giả sử n thỏa mãn điều kiện sau. Là như sau, là r bằng n mod của k cộng 1 đấy, mà cái này lại bằng k, nó nhỏ hơn k thì xong rồi nhé, cả k thì chính là phần trên, đây là mệnh đề 2. Còn nó bằng k thì làm như sau, thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta đặt thì đặt m nó cũng chính bằng gì, m nó chính bằng đặt m nó chính bằng là bằng gì, bằng là qk cộng r thôi, bằng q nhân với k cộng r, hay là bằng chính là bằng là q nhân với gì, đây là k mà nó chính là q cộng 1 nhân với k. Thì nếu mua, nếu mà tí mua m bút thì sẽ nhận được là n cộng 1 bút, rất tối ưu rồi. N cộng 1 bút ở đây chứ còn số tối ưu. Được chưa? Đấy, chúng ta như vậy, đây là có ba cái bài đề 1 thì dễ, bài 1, bài 2, bài 3 thì phải chứng minh một chút. Đó là một bài toán vào số học. Thế bây giờ chúng ta sẽ suy ngay ra từ cái trên, chúng ta suy ngay ra cái thuật toán, cái là cái lời giải của bài toán này. Nó là hoàn toàn là toán học. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả thuật toán để ở đây nhé. Hay đây chính là lời giải bài toán này. Ta sẽ giải nhé. Lời giải tối ưu luôn nhé. Đây chúng ta input này. Input của chúng ta là gì? Là cho là n đúng không? Sau đó là k, sau đó là p. Đấy, ba con số đúng không? Sau chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt q bằng phần ấy của n chia cho k cộng 1. Hay là chính là cái floor của n chia cho k cộng 1. Biết trong scat là như thế nhá. Sau chúng ta đặt là r bằng n mod k cộng 1. Và chúng ta đặt là m chính là số bước cần phải mua đấy, chính là bằng q nhân với k cộng với r. Đấy. Q cộng k nhân r, và cuối cùng chúng ta sẽ đưa ra màn hình output của chúng ta chính là gì, chính là m nhân với p. Đây chính là lời giải của bài toán Mubi nhé, nó là hoàn toàn là toán học. Được chưa? Như vậy là tôi vừa mới giải xong nhanh cho các bạn, vì tôi không có thời gian, nhưng tôi chỉ nói cái cách giải mà nói cái gọi là cái pseudo code, chứ tôi không biết chương trình. Các bạn về thì biết chương trình nhé, chạy thử xem đúng không như nào nhé. Vì tôi hơi mệt mà chúng ta nên dừng ở đây nhé.